Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Người đồng đội âm thầm trong ngày trở về của Hoàng Xuân Vinh. Khi nhà vô địch Olympic trở về, mọi sự chú ý đổ dồn vào vòng nguyệt quế của Xuân Vinh. Ít người biết đồng đội Trần Quốc Cường lúc ấy vẫn đang lặng lẽ làm nhiệm vụ âm thầm. Sân bay Nội Bài tối qua thất thủ vì Hoàng Xuân Vinh, rất nhiều người đã ví von như vậy trong buổi tối đón xạ thủ vừa lập kỷ lục Olympic 2016. Các cửa ra quốc tế đều bị quê chặt bởi máy quay, máy ảnh, đèn flash sáng lóe và những chiếc điện thoại cũng tranh thủ dơ lên nhoay nháy. Họ chờ và đợi dù chỉ là một cái chớp mắt của chủ nhân vàng và bạc Rio. Người hùng dân tộc đã sốc thực sự trước cảnh tượng đón tiếp cuồng nhiệt và phấn khích. Mỗi bước đi của Hoàng Xuân Vinh là một màn di chuyển dần dần của đám đông cùng những tiếng hò reo vang rội. Ngay cả những người ruột thịt của Xuân Vinh cũng phải bó tay, không thể lại gần ăn trước vòng vây bít bùng. Vợ Xuân Vinh, chị Giang chỉ biết đứng từ xa nhìn lại và cứ vo mãi hai tay vào nhau. Chị sốt ruột vô cùng vì sau một chuyến bay dài sợ là ăn rất mệt. Xuân Vinh phải mất hơn nửa giờ đồng hồ say trong biển người hâm mộ mới lên được xe để trở về nhà. Quả là một buổi tối mệt nhoài trong vinh dự, tự hào của tay súng đã làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam. Nhưng có lẽ ít người biết, trong lúc Xuân Vinh choáng ngợp với màn tri ân long trọng chưa từng có thì đồng đội của anh, xạ thủ Trần Quốc Cường vẫn còn đang lúi húi tay 5 tay 10 trong phòng làm thủ tục của sân bay. Làm thủ tục súng đạn là việc chi ly, mất rất nhiều thời gian, mọi người ăn Vinh, chị Nhung, chuyên gia Park đều bận, nên tôi làm thay phần việc này cho cả đoàn, Quốc Cường chia sẻ. Hoàn tất nhiệm vụ không tên ấy cũng mất đến 20-30 phút, sau đó anh Cường mới lặng lẽ ra gặp vợ và hai đứa con trai. Bố mẹ anh cũng định ra sân bay đón, nhưng vì ông đột nhiên trở bận nên bà phải ở nhà chăm nom. Vợ chồng Quốc Cường cũng giống như bao gia đình khác, đoàn tụ ở sân bay sau những ngày xe cắt. Họ ôm nhau thật chặt, ăn xoa đầu thằng con lớn, bế bồng thằng nhỏ lên vai. Vợ ăn bẽn lẽn nhìn nụ cười hồn hậu của chồng và tiếng khàn khạt của bé con. Bình yên và ấm áp, họ ở rất gần đám đông vẫn đang sáng đèn với Xuân Vinh. Anh chị cười thật tươi, chào bè bạn, chụp vài bức ảnh kỷ niệm với chuyên gia Park Chung-gun, huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung, rồi nhanh chóng xếp hành lý về với căn nhà nhỏ của mình. Nếu không phải là những người bên thể thao, có lẽ ít ai biết đây cũng là một thành viên của đội bắn súng vừa lập lên kỳ tích. Nói về kỳ Olympic vừa qua, anh Cường điềm đạm: giải này tôi bắn không bằng ở nhà, có lẽ việc tôi làm tốt nhất là động viên Xuân Vinh làm nên điều kỳ diệu. Hôm Vinh bắn đoạt huy chương vàng, hai anh em ôm nhau sướng lâng lâng mãi. Cái nghiệp bắn súng của Xuân Vinh với Quốc Cường quanh năm đi tập huấn, thi đấu, số ngày ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Riêng đợt chuẩn bị cho Olympic này là 50 ngày, biền biệt không về. Anh Cường nhẩm tính, hè này anh dự định đưa vợ con đi đâu xe xe một chuyến, nhưng vướng Olympic nên đành gác lại. Bây giờ anh rảnh thì con đã bận rộn năm học mới. Trần Quốc Cường, 42 tuổi, bằng tuổi Hoàng Xuân Vinh, quê Hải Dương, là một trong hai xạ thủ Việt Nam dự Olympic Rio 2016. Tại giải đấu này, Quốc Cường xếp thứ 26 nội dung 10m súng ngắn hơi, xếp thứ 31 nội dung 50m súng ngắn bắn chậm. Điều thú vị là ở SEA Games 28, Quốc Cường từng thắng chính đồng đội Xuân Vinh để giành huy chương vàng 10m súng ngắn hơi. Quốc Cường cũng là vận động viên thứ hai của Hải Dương có vinh dự tham gia một kỳ Olympic. Người còn lại là vận động viên cử tạ Nguyễn Thị Thiết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.